Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài Tarot for Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ba phước phần quan trọng nào sẽ nằm gọn trong tay bạn tháng 10 này? Và đây là những trò bày chung mây nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ba phước phần quan trọng nào sẽ nằm gọn trong tay bạn tháng 10 này. Và đây là những trò bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tuần 1 là những người đang rất là muốn có thật là nhiều tài sản Và hy vọng mà tiền bạc của mình sẽ có sự gọi là vững bền và ổn định Ở đây có thể có rất là nhiều bạn hy vọng mình sẽ trúng số ha à, Mình thấy các bạn là những người rất là giỏi Nếu như bạn biết phát triển khả năng, tài năng của mình Thì có thể các bạn cũng sẽ thu hút được rất là nhiều những cái nguồn tiền tài đến đó. À, mình thấy các bạn là những người ha có khả năng linh hoạt, thích ứng hoàn cảnh rất là tốt và ngoài ra là những người có ý chí, có sự sáng tạo, có sự bình tĩnh, kiên nhẫn và kiên trì. bên cạnh đó mình thấy các bạn cũng rất là khéo ăn nói và có khả năng nắm bắt cơ hội tài chính đến với mình. thời điểm này cuộc sống của bạn nó đang trải qua một cái giai đoạn gọi là đổi mới hoàn toàn. các bạn đang bước vào cái giai đoạn định mệnh. những cánh cửa đang được mở ra cho các bạn. và trong thời điểm này thì mình thấy có thể là bạn cũng cần phải có sự vươn lên và phát triển chính mình thì bạn mới có thể thu hút những vận may đến với các bạn. À, mình thấy có thể là những ước mơ, những hy vọng của các bạn có thể sẽ được chấp cánh. Nha, nếu như bạn muốn khai triển trong thời gian này, mình thấy các bạn cũng là một người có khả năng là có thể một vài bạn cũng đã có những cái thành quả gì đó và bạn đang cố gắng bảo vệ nó. Ừ. Trong thời điểm này, mình thấy các bạn nên bình tĩnh và đồng thời tránh xa những cái sự tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Ừ. Đừng để bản thân của mình quá tập trung vào câu chuyện của người khác. Mình hãy tập trung vào chính mình bởi vì mình thấy dường như đây cũng sẽ là một cái thời vận khá là tốt đẹp để bạn có thể triển khai và có thể đạt được nó và hoàn thành nó nhanh hơn mà bạn nghĩ nha yeah. ở đây mình thấy có thể hiện tại cuộc sống của bạn nó cũng đang rất là chậm chậm ha hoặc là mọi thứ nó chưa có sự gọi là diễn ra nhanh chóng hoặc là bạn đang chờ đợi một cái điều gì đó thì cái sự chờ đợi này chỉ mang tính chất tạm thời cho nên là mình thấy là các bạn không cần phải vội cứ từ từ ha bình tĩnh thì mọi thứ nó cũng sẽ có sự gọi là trôi dạt vào cuộc sống của bạn thôi có nhiều điều bạn không có thể chống cự hoặc không có thể kiểm soát thì mình đành phải xu theo dòng thôi các bạn là những người chuyên hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể nhưng mà đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn cần phải yêu thương chính mình dành thời gian để nghỉ ngơi cân bằng và nạp lại năng lượng để bạn có thể sẵn sàng bước sang một cái giai đoạn nở rộ về tài chính do các bạn có sự gọi là dưỡng niềm tin và có sự hành động cho những cái điều mà mình ước muốn những cơ hội về tiền bạc đang được thu hút mang đến cuộc sống của các bạn nếu như hiện tại cuộc sống của bạn mọi thứ nó chậm chậm là do vũ trụ muốn đẩy bạn đến một cái um, cơ hội mới phát triển bản thân của mình ở một cái lĩnh vực mới ha à, hoặc là mở ra một cái gì gì đó mới mẻ bạn nó sẽ phát triển và nó đem đến cho bạn cái nguồn lợi lộc à, tiền tài mà bạn mong đợi mình thấy là như vậy Thời điểm này các bạn thích đầu tư theo kiểu mạo hiểm là một ăn 10 thì rất là nguy hiểm cho các bạn nha. Nó sẽ không đúng như cái dự định đó đâu. Thời điểm này các bạn không cần phải đầu tư tiền bạc hay gì hết mà bạn cần phải đầu tư vào bản thân của mình. Vào kiến thức và tri thức, vào vào cái sự gọi là phát triển toàn diện những khả năng ăn nói, sự thông minh, sự nhạy bén, bị sự biết phân tích mọi thứ một cách rõ ràng và sự sáng tạo nha. Yeah. rồi để mình xem coi ba um, phước phần quan trọng mà bạn sẽ nắm um, trong tay trong tháng 10 này là gì Ở đây mình thấy các bạn có được sự chiến thắng thành công ha, The Chariot nè Cho nên là mặc dù có thể cuộc sống của bạn có nhiều thách thức gần đây Nhưng mà cái phần thắng, phần chiến thắng sẽ nguyên về phía các bạn ha, kiểu vậy ừ. Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có khả năng nhìn nhận ra nhận hai mặt của một vấn đề Hoặc là có những cái hành động và đưa ra những quyết định mang lại cho bạn một cái sự chấp thuận ừ và ngoài ra thì có thể bạn sẽ tận hưởng được rất là nhiều những cái niềm vui mà bạn đạt được cho nên là trong tháng 10 này các bạn hãy bình tĩnh và thực tế và hãy rõ ràng về những gì mà bạn cố gắng mong muốn điều quan trọng là phải thể hiện cái sự tự chủ sự quyết tâm và sẵn sàng à, tiến bước trong thời điểm này các bạn được có một cái sự gọi là quyết đoán dứt khoát với điều mình mong muốn nhưng mà cũng phải có sự tử tế với người khác uhm thời điểm này mình thấy các bạn khi mà có sự kỷ luật bản thân thì các bạn sẽ đạt được thành công đó cho nên các bạn cần phải có ý chí có sự kỷ luật đó là một cái bước tiến lớn và đồng thời giúp cho bạn có được cái sự thăng chức hoặc là nhận được những giải thưởng thậm chí có thể một số bạn sẽ có những cái chuyến đi bất ngờ hoặc là những cơ hội phần thưởng gì đó liên quan đến chuyến đi du lịch chẳng hạn và để có chiến thắng thành công thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ mất rất là nhiều sức và bạn sẽ làm việc rất là nhiều luôn, cho nên là đôi khi các bạn cũng phải có sự cân bằng để bạn có thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi, đừng cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoài ra có thể trong thời điểm này các bạn cũng nên có sự chấp nhận, có sự hỗ trợ từ người khác sẽ có những cái người cho bạn những lời khuyên, sự hướng dẫn, sự bảo vệ hoặc là cho bạn những cái sự cố vấn để bạn có thể biết mình sẽ đi như thế nào, hành động ra sao. Bên cạnh đó thì bạn nên cắt giảm các hoạt động không cần thiết hoặc là những cái hoạt động gì đó gây cho bạn cái sự gọi là gánh nặng nha. Yeah. Và ngoài ra một số bạn ở đây thì cũng có khả năng là bạn đôi khi làm việc thì làm nhưng mà cũng có khoảng thời gian vui chơi thoải mái. Uhm. Bởi vì khi mà bạn làm việc căng thẳng quá mức nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của bạn rất là nhiều và khiến cho bạn có được có những cái sự gọi là mệt mỏi, mệt nhòi và không muốn làm gì cả là bị ám ảnh cho nên là hãy phân chia công việc một cách gọi là cân bằng để mình có thể vừa có thời gian nghỉ ngơi thoải mái thư giãn vừa có thời gian gọi là lao động bên cạnh đó thì một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là chỉ tập trung vào những gì thật sự quan trọng thôi còn chuyện của người khác chuyện của bất kỳ ai hết thì để cho họ có thể tự giải quyết vấn đề của họ một số bạn có thể là bạn đang rơi vào cái trạng thái tiền dạ, tiền bạc nó giảm sút hoặc là có thể một số bạn bị thất nghiệp yeah. thì khi mà bạn tập trung quá nhiều những gì mà bạn không có thì bạn cái tâm lý thiếu thốn này nó đang tạo ra một cái thực tế thiếu thốn thông qua luật hấp dẫn yeah. cho nên các bạn được khuyến khích là hãy có sự gọi là đừng nghĩ về những điều này nữa uhm. đã đến lúc các bạn có sự gọi là sử dụng những cái niềm tin lạc quan hơn về tiền bạc và hãy ngừng phàn nàn và chấp nhận những sự hỗ trợ được cung cấp cho các bạn trong thời điểm này. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ được cải thiện thôi và cái cảm giác khó chịu chỉ mang tính chất tạm thời. Và trong thời gian mà bạn chờ đợi những cái sự chuyển đổi thì bạn cũng phải chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Bởi vì đây là một cái thời điểm gọi là suy thoái kinh tế, cho nên hoặc là có thể một số bạn có những thất bại gì đó nhưng um, thất bại là mẹ thành công thì mình thấy trong tháng 10 này một số bạn sẽ có một cái sự kiểu như là là người thấy cờ sẽ có một cái sự quay trở về uh, sống với niềm đam mê hoặc là nâng cao được cái sức sống tinh thần vững mạnh uh, cái vấn đề về thiếu thốn tiền bạc hoặc là thất nghiệp sẽ được giải quyết trong cái giai đoạn tháng 10 này đó các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến bánh xe số phận quay nè cho nên sẽ có những cái thay đổi tích cực nó diễn ra trong cuộc sống của bạn À, hãy mong đợi và tận hưởng những cơ hội mới có lợi khi mà nó xuất hiện với bạn đây sẽ là cái thời điểm tối ưu để bạn có thể thực hiện những cái thay đổi lớn và nhỏ cho nên là hãy thực hiện bước nhảy à, vọt với cái sự hiểu biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn à, các à, khối cũ à, kỹ trong cuộc sống của bạn sẽ được gọi là loại bỏ dần và mọi cái điều tiên tiến sự tiến triển nhanh chóng nó sẽ đến gần đây một số bạn có thể bạn bị lung lay niềm tin rất là nhiều thì bây giờ các bạn sẽ có sự tích cực trở lại thôi ha. sẽ có sự tiến triển nhanh chóng những khả năng um, đồng thời các bạn có được những cái may mắn những cái uh, sự uh, giải quyết được những cái vấn đề nghiệp chướng gì đâu các bạn có thể là rời khỏi những cái điều không phù hợp nữa um, hoặc là thoát khỏi một cái nghiệp nợ nghiệp chướng gì đó cho nên các bạn sẽ có một cái sự thay đổi mang tính định mệnh và số phận trong cái tháng 10 này nhưng mà theo cái hướng có lợi cho các bạn và yeah, ngoài ra những cái dự định ước mơ hoặc có những cái kế hoạch gì đó bạn làm trong tháng 10 này với cái sự chăm chỉ và có kế hoạch tốt thì các bạn sẽ thành công và thắng lợi à, một số bạn còn có thể nhận được những sự công nhận những cái giải thưởng do cái tài năng và kỹ năng tuyệt vời của mình của mình do nên là bạn hãy tập trung vào cái công việc liên quan đến đam mê của bạn và thực hiện nó hết khả năng của bạn à, cái sự sáng tạo của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng đó ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có sự kết nối với một nhóm một tổ chức một cộng đồng có sự hợp tác với nhau và có sự học hỏi lẫn nhau hoặc là một số bạn thất nghiệp sẽ tìm được công việc và công việc này liên quan đến hội nhóm khá là nhiều ở đây cho nên các bạn cũng phải có một sự học hỏi thân thiện và có tinh thần đoàn kết và ngoài ra đặc biệt những bạn làm những công việc máy tính chất sáng tạo phát minh gì đó các bạn sẽ đạt được cái sự thăng tiến trong sự nghiệp, thậm chí một số bạn có thể là bạn sẽ trở thành một cái người lãnh đạo, một người cố vấn, một người dẫn dắt, một người hướng dẫn kỹ năng cho người khác ha. Ngoài ra, một số bạn các bạn đi theo con đường phát triển nghệ thuật thì có thể một số bạn sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ, à, mình thấy là như vậy. Các bạn sẽ có thể gọi là hoàn thành công việc của mình đúng như mong đợi nha và ngoài ra thì đây là lúc các bạn sẽ có sự cam kết với ước muốn của mình và cũng như thực hiện cái lời hứa hoặc là thực hiện những cái những cái mong muốn của mình rồi và các bạn cũng nên có sự chú ý và có những cái sự thật và kỹ lưỡng trong cái việc thực hiện dường như cái động lực của bạn được nâng cao và cái sự sung túc của bạn nó có sự gia tăng ngoài ra thì thiên thần hộ mệnh luôn ở bên cạnh các bạn để hỗ trợ các bạn ngoài ra thêm một số bạn sẽ kết nối được rất là nhiều những người bạn trung thành tận tụy đáng tin cậy và họ có thể là sẽ là những người hỗ trợ rất là chu đáo và có sự giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ bắt đầu một cái việc học học hỏi một cái gì đó mới để có thể là tạo ra cái con đường mới cho chính mình và bạn đang đi đúng hướng rồi à, cái sự tận tụy kỹ năng và tài năng của bạn được đánh giá cao và sẽ sớm được đền đáp thôi và ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn nên có một cái thái độ học tập cam kết và nghiên cứu một cách vững chắc nhất và kiên nhẫn nhất à, hoặc là nâng cấp kỹ năng của mình trong thời điểm này thì các bạn sẽ thành công Tháng 10 này là cái tháng mà các bạn nên triển khai, um, thực hiện hành động để các bạn có thể gia tăng tài chính nha. Ừ, nói chung là mình thấy bạn có ba phước phần quan trọng thứ nhất là tiền bạc của các bạn nó có sự gia tăng trọn vẹn nhất á, do cái quá trình nỗ lực chăm chỉ kiên nhẫn của các bạn. Và ngoài ra một số bạn còn có những cái khoản tiền tiết kiệm hoặc là kiểu như đầu tư khôn ngoan của bạn nó có sự gia tăng nữa. Ha. À, những phần lợi nhuận gì đó được tăng trưởng ở đây một số bạn thì mình thấy có thể là bạn có khả năng là sẽ có khả năng kiểu như mua bán vàng gì đó trong giai đoạn này cho nên là bạn thấy là cuộc sống của bạn tràn ngập cái sắc màu của vàng và tiền. <laughs> Ngoài ra thì có thể từ đầu tiên thứ hai là như mình nói đó là sự thành công hay sự thắng lợi. Ừ. Có thể một số bạn các bạn cần nên bảo vệ sức khỏe bởi vì có thể một số bạn không nghỉ ngơi rất là dễ bị bệnh. Thì có thể các bạn có thắng lợi thành công trong công việc. À, những dự định ước muốn kế hoạch gì đó học tập hoặc là phát triển gì đó của bạn nó sẽ thành công nhưng mà phải kiên nhẫn kiên trì đừng có dội dàng và cái phước phần thứ ba của các bạn đó là cái gì vấn đề về bệnh tật đó. cho nên là các bạn có thể sẽ chiến thắng được bệnh tật miễn là các bạn có những khoảng thời gian cân bằng và tập trung chăm lo cho sức khỏe của mình à, giống như cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân à, một số bạn ở đây thì có thể là có tin vui về con cái nữa nha ừ và khi bất cứ khi nào mà các bạn cần thông tin tin tức gì đó mọi thứ sẽ được mang đến cho bạn một cách kịp thời và nhanh chóng phù hợp với cái tốc độ phát triển à, và ngoài ra thì mình thấy có thể một số bạn á, các bạn sẽ phát triển một cái đỉnh cao trong sự nghiệp của mình ha có một vài bạn ở đây là nghệ sĩ hoặc là một người có tiếng nói trong cộng đồng à, thì có thể bạn sẽ trở thành một người nổi tiếng hơn ha, bạn thể hiện được tài năng khả năng sự sáng tạo và nhờ đó mà các bạn có thể sẽ thu hút và về cho cuộc sống của mình những cái hợp đồng mới hoặc là những cái dự án gì đó khủng ha mang đến cho bạn cái nguồn tiền tài thì tầm ở đâu tiền ở đó cho nên là cuộc sống của bạn mình thấy rất là thăng hoa đối với những bạn làm trong lĩnh vực này. Ừ. À, bạn thăng hoa cả về danh tiếng về địa vị về công việc mà còn thăng hoa trong cái vấn đề tài chính tài chính của bạn nó có sự vững chắc an toàn hoặc là có thể có những bạn khó khăn thì được gia đình người thân gì đó giúp đỡ vấn đề tiền bạc. Ừ ở đây thì mình thấy có thể cũng có những cái cám dỗ đó à, cám dỗ văng ra cho nên các bạn cũng hết sức thận trọng ừ. à, và có những lúc các bạn cũng cảm thấy hơi bị tiêu cực chán nản hoặc là mệt mỏi nhưng mà mình thấy các bạn sẽ chiến thắng được các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sự chiến thắng chiến thắng được chính mình chiến thắng được những nỗi tiêu cực ha, chiến thắng được hoàn cảnh ừ. và cái sự chiến thắng của bạn cũng được ơn trên uh, giúp đỡ rất là nhiều ha, cho các bạn mang đến cho bạn những cái thuận lợi thành công chiến thắng mà theo kiểu gọi là nó nhanh hơn là bạn nghĩ rất là nhiều có sự tốc độ ở đây. Và các bạn không nên gọi là kiểu Một số bạn không nên chơi trò đỏ đen ha thì rất là dễ bị bị rơi vào cái hoàn cảnh gọi là nợ ngập đầu đó cho nên là hãy phát triển bản thân của các bạn đi ha phát triển khả năng bên trong mình kỹ năng tài năng của mình tìm kiếm cơ hội cho mình là cũng sẽ có được những cái thành công riêng ừ. chính theo, tránh đi theo các kiểu đường vòng đường tắt thì có thể là sẽ bị thất bại thế là như vậy Ở đây mình thấy các bạn không nên gọi là tranh đấu, tranh cãi với người khác Bởi vì nó sẽ khiến cho bạn trở nên gọi là mất tập trung Khiến bạn lo lắng họ sẽ trả thù hay gì đó Cho nên tốt nhất là mình hãy có sự gọi là à, nhẹ nhàng, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người ha Để tránh gọi là ở đây là có thời điểm mà các bạn nên thêm bạn và bất thù ừ. Và thời điểm này bạn có thể cầu xin với thiên thần Michael bảo vệ cho các bạn Tổng lãnh thiên thần hỗ trợ các bạn Và hôm nay là ngày 29 tháng 9 là ngày uh, kính nhớ và tạ ơn tạm lãnh thiên thần bảo vệ mình trong uh, thời gian qua ha. thì khi mà bạn có sự biết ơn uh, và có sự gọi là tin tưởng và cầu nguyện mời gọi các ngài bước vào cuộc sống các bạn thì có thể là bạn sẽ được bảo vệ khỏi những rủi rủ ro, những nguy hiểm, những cái gì đó tiềm tàng ẩn chứa mà mình không có thấy được uh, cả bạn và gia đình của bạn, mình thấy các bạn có được cái hạnh phúc nha. người ra một số bạn sẽ nâng cao được cái niềm đam mê ước muốn của mình trong công việc ha? có những cái sự phấn khích uh, vô cùng tuyệt vời ừ. thành công ha thành công đến với bạn rất là nhiều trong tháng 10 này cho nên là nếu khai triển làm cái gì đó thì hãy cứ làm đi miễn là đi đừng có đi theo cái hướng mà gọi là uh, hấp tấp dội dàng hoặc là không có kế hoạch hoặc là đi theo cái con đường uh, rủi ro cao nguy hiểm cao các bạn có hạnh niềm hình hạnh phúc nhân đôi ở đây ừ là có được những cái kết quả thuận lợi nhất cho các bạn à, và bạn hãy tin vào trực giác của mình ha, trực giác của bạn sẽ giúp cho bạn có thể gọi là nhìn thấu mọi thứ hoặc là tránh được những cái tình huống gì đó không xứng đáng nha. Yeah. À, wow các bạn có rất là nhiều những thông điệp liên quan đến thành công, các bạn sẽ xây dựng được một cái nền tảng vững chắc an toàn tạo ra một cái thành công mà gọi là không gì có thể lung lay hoặc là bị đổ nát được. Những cái lo lắng, nỗi buồn phiền, nhỏ bất an lớn nào đó của bạn nó không còn là gì nữa Nó không thể nào là điều khiển các bạn nữa Các bạn sẽ không thoát khỏi những cái lo lắng bất an này Và những cái vấn đề của bạn nó được giải quyết ha Wow Cho nên là mình thấy tháng 10 này bạn gặp khá là nhiều may mắn Chỉ là các bạn cần phải đi theo đường hướng ngay thẳng ha Công chính, công bằng, ha. rõ ràng và đừng có để những cám dỗ cạm bẫy nó lôi kéo các bạn đi sai đường như mình thấy có những cái sự cám dỗ ở đây nhưng mà với cái trực giác và cái sự bảo vệ ân trên và cái sự gọi là mạnh mẽ kiên cường các bạn các bạn sẽ chiến thắng được tất cả những điều này Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. cho các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Để xem coi ba phước phần quan trọng nào Sẽ nằm gọn trong tay bạn vào tháng 10 này Và đây là những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Các bạn tù 2 hiện tại có thể bạn đang cảm thấy có một sự rất là cô đơn Có thể là các bạn đang rất là muốn một mình trong thời điểm này Hoặc là bạn đang cảm thấy một mình Không có ai có thể chia sớt được những cái vấn đề bên trong các bạn Hoặc là có thể là một số bạn đang mắc bệnh Cho nên các bạn muốn dành thời gian để nghỉ ngơi à, Để tịnh dưỡng sức khỏe, để mau chóng hồi phục ừ. Có thể các bạn có một cái sự gọi là sống khép mình ha à, Không có thích giao du tiếp xúc với người khác thậm chí một số bạn lại có thể thích ở trong phòng nhiều hơn là đi ra ngoài à, mình thấy dường như là có một vài bạn ở đây thực sự bây giờ các bạn còn có một cái trạng thái cảm thấy thiếu thốn về uh, tiền bạc thấy cảm thấy mọi thứ nó có sự trùng xuống và cảm thấy mong lung về cuộc sống này và cảm thấy gọi là lo lắng không biết tương lai sẽ như thế nào mọi thứ sẽ diễn biến ra sao dường như những cái gì mà bạn mong muốn nó không có đến với bạn hoặc là nó có khả năng là mọi thứ bạn có nó còn bị giảm sụt nữa chứ có thể là bạn đang bị mất niềm tin bị lung lay niềm tin ừ. các bạn là những người sống cảm xúc cho nên dạo gần đây các bạn hơi nhạy cảm đó là cái điều đương nhiên rồi ha. cho nên việc của các bạn bây giờ hãy biết điều chỉnh cảm xúc của mình cân bằng và tránh tiếp xúc quá nhiều những cái thông tin tiêu cực trong thời điểm này hoặc là tránh tiếp xúc với những người tiêu cực và bạn sắp có sự chuyển đổi rồi ha. Rời khỏi những cái điều mà bạn cảm thấy gọi là khó chịu khó nhằn hoặc là các bạn dự đứng giữa hai cái quyết định gì đó mà không biết phải như thế nào thì trong thời điểm sắp tới các bạn sẽ không còn bị mắc kẹt trong những quyết định nữa mà mình thấy có thể là một số bạn sẽ chọn cái phương thức của sự rời khỏi một cái tình huống hoặc là một cái nơi ở hoặc là một cái công việc nào đó không phù hợp chuyển đổi chuyển hướng sang một cái giai đoạn mới hơn các bạn rất là muốn nỗ lực kiếm tiền chăm chỉ ha một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn rất là thích ăn lụa hoặc là trong thời điểm này có thể là các bạn cũng đã làm việc hết sức mình cũng đã gọi là có sự cố gắng quyết tâm rất là lớn rồi thì các bạn là bạn hy vọng có khả năng là sẽ mọi thứ nó sẽ được đơm hoa kết trái thì chắc chắn là như vậy ở đây thì mình thấy là cuộc sống của bạn tiền bạc chỉ đến khi mà bạn có sự tập trung và làm việc bắt tay vô hành động và có sự gọi là lên kế hoạch tốt chứ bạn không thể nào ngồi chờ may mắn ngồi chờ tiền bạc đến với mình được à, bạn càng ngồi chờ các bạn càng gọi là trong mong ha những cái điều mình mong muốn thì nó trở nên ảo tưởng Mà các bạn phải biết biến nó trở thành thực tế ừ. phải đứng ra hành động để chạm đến ước mơ thì mình thấy các bạn sẽ có được những cái thắng lợi thôi ừ. đây sẽ là cái thời điểm một số bạn các bạn sẽ chuyển từ một cái không gian của sự tiêu cực bi quan cảm thấy um, mình không có giá trị À, đến một cái giai đoạn các bạn sẽ trở thành một người rất là tỏa sáng, một người rất là tích cực, một người rất là thành công trong cái lĩnh vực mà bạn chọn Và có thể trong tháng 10 này là cái thời điểm mà bạn sẽ bắt tay vô để có thể chuyển đổi cuộc sống của mình ừ, theo cái hướng đó ha. Các bạn không thể ngồi đó mà lãng phí thời gian của mình được ha. Và đồng thời có những gì đó nó đến với bạn mà không thể thay đổi thì bạn cần phải xuôi theo dòng để cho mọi thứ nó diễn ra khi mà mình cảm thấy khó chịu mình chống đối với nó thì tinh thần của mình bất ổn à, mình không thể nào tập trung vào cái mục tiêu của mình được cho nên là phải xu theo dòng thôi hãy có một cái sự sống một cuộc sống êm đềm như một cái dòng nước để cho nó đưa các bạn đến nơi các bạn cần đến Rồi để mình xem coi ba um, phước phần quan trọng nào sẽ bạn sẽ nắm gọn trong ta trong tháng 10 này Các bạn nào đang cái đang gọi là thu hút tình yêu hay không nha có một số bạn dường như các bạn thu hút tình yêu thì tình yêu đến gõ cửa nè các bạn có lá The lớp cho nên là trong thời điểm này các bạn sẽ có một cái mối quan hệ quan trọng nó xuất hiện đến với các bạn đây là một cái mối quan hệ lãng mạn ja, hoặc cũng có thể một số bạn sẽ tìm được tri kỷ một cái người bạn tâm giao ja. và cái việc giao tiếp là chìa khóa ngay bây giờ ngay lúc này điều quan trọng là bạn cũng phải có một cái sự xây dựng cái lòng tin trong cái mối quan hệ này và ngoài ra có thể các bạn sẽ có được những sự chia sẻ cảm xúc của mình một cách an toàn với cái người đó và đây cũng là lúc các bạn sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về cuộc sống những kết luận mà bạn đưa ra hiện tại nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tương lai của bạn. Cho nên điều quan trọng là bạn cũng phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của bạn ha, hãy đảm bảo các bảo rằng các lựa chọn của bạn đã được cân nhắc kỹ lưỡng và bạn có thể hành động theo nó. Thời điểm này các bạn cần thiết phải có sự cân bằng ha. Cân bằng để mình có thể bình tĩnh đưa ra quyết định hoặc là nhìn nhận và thay đổi mọi thứ theo cái ý mình muốn. Sức khỏe của bạn nó sẽ trở lại tốt hơn, ha, tốt hơn và ngoài ra thì có một số bạn một số ít bạn có thể là sẽ gặp được cái ý trung nhân hoặc là có thể một vài bạn sẽ tiến đến hôn nhân đám cưới với cái người yêu hiện tại chẳng hạn hoặc là các bạn sẽ lên kế hoạch trong cái thời điểm này ừ. ở đây có thể bạn cũng sẽ vướng mắc một số cạnh tranh ha, trong cái thời điểm này nhưng mà bạn vẫn đạt được thành công nếu như bạn có sự nỗ lực ha. đôi khi các bạn cũng nên tránh những cái sự ẩu đả những cái sự gọi là Uh, tranh cãi để tránh bị kiệt sức. Bên cạnh đó các bạn cũng phải có sự thể hiện lời ăn tiếng nói của mình một cách rõ ràng ha, để tránh có những cái sự hiểu lầm không đáng. Ừ. Hoặc là trong giai đoạn này bạn nào mà có thi cử có phỏng vấn hay làm bất cứ điều gì thì mình thấy các bạn có được cái thành công nha. Những cái tình huống chậm rãi, trì trệ trong cuộc sống của bạn nó sẽ kết thúc và mình thấy các sự kiện trong cuộc sống của bạn nó sẽ diễn ra với tốc độ cao. Ừ. Các kế hoạch của bạn có thể được thực hiện và bạn sẽ có khả năng thấy rất là nhiều hoạt động. Ha. Ngoài ra mình thấy các bạn có sự nâng cao cái trí tuệ, sự sáng tạo. Thời điểm này mình thấy các bạn cũng nên có một sự dành một khoảng thời gian để bạn cân nhắc các lựa chọn cần thiết một cách cẩn thận ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng có cơ hội để tiếp xúc với những người cực kỳ thông minh à, những người có khả năng hành động nhanh và suy nghĩ thậm chí họ còn có sự gọi là linh hoạt hơn nữa một người rất là cầu tiến và có lý tưởng có sự quyết đoán ha có thể đây sẽ là những người gọi là hỗ trợ các bạn để đạt đến cái thành công mong đợi của các bạn à, hoặc là đây chính là cái nguồn năng lượng của bạn nguồn năng lượng của sự không gì có thể ngăn cản được cái bước tiến của các bạn bạn trở nên gọi là mạnh mẽ hơn nhiệt quyết hơn nhiệt tình hơn sôi so động hơn Các bạn có thông điệp liên quan đến lá The Magician thì đây là một cái thông điệp, một cái sự báo hiệu rằng đã đến lúc các bạn sẽ có một sự bắt đầu những dự án mới. Và nếu như các bạn đang có sự nghi ngờ về chính mình rằng mình sẽ không làm được thì bạn hãy gạt cái cái nghi ngờ đó sang một bên. Bạn càng tự tin thì bạn càng thành công nha. Thì các thiên thần có thể sẽ thúc đẩy sức mạnh bên trong của bạn nếu như bạn kêu gọi các ngài và giúp đỡ. Và ngày 29 tháng 9 là ngày hôm nay là ngày lễ nhớ kính nhớ và có sự biết ơn tổng lãnh thiên thần michael thiên thần gabriel thiên thần raphael và các thiên các tổng lãnh thiên thần khác thì à, các bạn nên có sự biết ơn trân trọng kết nối với các ngài cầu nguyện các ngài cũng như là mời gọi các ngài bước vào cuộc sống của bạn để bảo vệ che chở hỗ trợ giúp đỡ cho bạn cũng như người thân các bạn. Ừ. Đôi khi có thể là bạn cảm thấy không có sẵn sàng tiến lên trên con đường của mình nhưng mà thực ra bạn đã chuẩn bị nhiều hơn là bạn nghĩ những cái trải nghiệm trong cuộc sống nó đã rèn luyện cho bạn cái khoảnh khắc này và những cơ hội dành cho bạn tại thời điểm này rất là kỳ diệu bạn không cần phải gọi là uh, học thêm bất kỳ lớp học nào nữa hoặc là đọc thêm bất kỳ cuốn sách nào nữa uh, điều này chỉ làm chậm trễ cái việc bạn bước qua cánh cửa hiện tại đang mở ra thôi cho nên là hãy hành động tập trung vào bất kỳ kế hoạch nào mà bạn có thể đã chuẩn bị mọi thứ uh, trì hoãn nó không còn nữa và cái sự uh, kiện kỳ diệu nó sẽ diễn ra ha đồng thời mình thấy các bạn sẽ tập trung dồn cái nỗ lực vào cái điều mình muốn và có bạn sẽ có những cái thành công bất ngờ các bạn sẽ được ơn trên đẩy các bạn đẩy nhanh các bạn trên con đường biểu hiện à, biến những ước mơ của mình trở thành thực tế và bạn sẽ tận hưởng thành công hơn nhiều so với khả năng mà bạn gọi là có thể à, nghĩ ra ở đây các bạn có rất là nhiều những cái lá liên quan đến nước <laughs> Cho nên là sự lãng mạn nó rất là dạt dào trong cuộc sống của bạn tháng 10 này ha Cho nên hãy có một cái sự đón nhận ừ, Và có những cảm xúc tích cực, niềm vui, sự thích thú nó sẽ được bao trùm lấy các bạn Và ngoài ra một số bạn còn có khả năng phát triển được cái khả năng ngoại cảm của mình Hoặc là đặc biệt là khả năng thấu thị Trực giác của bạn nó phát triển vô cùng mạnh mẽ Và nó sẽ phát huy tác dụng trong thời điểm này ngoài ra một số bạn sẽ có một cái sự phát triển về mặt tâm linh đi kèm với những cái uh, trải nghiệm cảm xúc phong phú mà bạn có, có ngay lúc này yeah. một số bạn ở đây mình thấy thể là um, các bạn thể hiện được cái lòng trắc ẩn lòng tốt của mình à, và cũng nhận được những cái điều tốt đẹp đó đến với mình uhm, bên cạnh đó thể một số bạn sẽ chuyển đổi uh, có được ngôi nhà mới hoặc là diễn đến một cái nơi ở mới suôn sẻ thuận lợi hơn và trong cái tháng 10 này cũng sẽ có những cái giấc mơ quan trọng ha, tiên báo cho bạn một số trường hợp những cái điều gì đó bất ngờ hoặc có những cái thông điệp được mang đến cho bạn thông qua giấc mơ. Uhm. Ở đây một số bạn, bạn nào mong con thì mình thấy các bạn có tin vui về con cái ha. Ừ. Ba phước phần quan trọng nào, mình thấy có thể một số bạn, các bạn có tin vui về con cái là một. Ha? Hoặc là những cái dự án ấp ủ gì đó của bạn nó sẽ được khai triển, với bạn không có để trong lòng nữa mà các bạn sẽ làm nó luôn. Ừ. Và mình thấy các bạn cũng sẽ rất là soi sụp nhiệt tình, sự sáng tạo, ha? sự năng nổ với công việc của mình và ngoài ra thì mình thấy có thể một số bạn các bạn có tính học ngoại ngữ hay gì đó, mình thấy các bạn sẽ học được. Các bạn sẽ thành công. Ừ. hoặc là một vài bạn có một cái sự muốn định cư nước ngoài, di chuyển đi làm việc nước ngoài, đi lao động vân vân, nói chung là có sự mở hướng ra ngoài, có sự di chuyển liên quan đến quốc tế thì nó sẽ thành công. Một số bạn còn có khả năng có sự kết nối với gia đình người thân bạn bè ở nước ngoài nữa. Ừ. mình thấy là như vậy ba phước phần quan trọng nào mình thấy có thể là bạn được bảo vệ gia đình của bạn được bảo vệ bên cạnh đó mình thấy cũng sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình của mình mặc dù có thể các bạn có sự mất mát gì đó hiện tại bạn cảm thấy cô đơn cảm thấy giá lạnh nhưng mà trong cái tháng 10 này có thể mọi thứ sẽ được bù đắp cho các bạn và ngoài ra hãy có một cái sự gọi là tuân thủ theo cái chu kỳ của cuộc sống cuộc sống luôn có xương hạ thu đông nha hoặc là sinh lão bệnh tử cho nên là bản thân mình cũng phải có sự tuân theo cái điều đó và đừng chống đối với nó cái việc đó sẽ giúp cho cuộc sống vẫn êm mã hơn và tiền bạc tài chính của bạn mình thấy có sự gia tăng đó các bạn có sự nỗ lực rất là nhiều các bạn bận rộn có sự cố gắng thì tiền bạc của bạn mình thấy nó có sự sinh rổ những gì mà bạn làm nó sẽ có được cái thành quả xứng đáng do cái công sức của các bạn giai đoạn này không phải là thời điểm mà bạn ngồi đó mà bạn chờ đợi may mắn nha cho nên là mình nói trước rồi những cái gì mới mẻ bạn muốn khai triển thì bạn cứ khai triển đi cứ học đi cứ phát triển đi đặc biệt là học ngoại ngữ hay gì đó hoặc thậm chí một số bạn là các bạn có tình yêu liên quan đến người yêu nước ngoài hoặc là một cái người ở nước ngoài hoặc là có thể các bạn um, uh, sẽ có thể làm nâng cao được cái uh, tình yêu về uh, học ngoại ngữ của mình chẳng hạn và ngoài ra thì uh, một số bạn ở đây uh, có những cái vấn đề về pháp lý giấy tờ hồ sơ liên quan đến nhà cửa liên quan đến uh, vấn đề gì đó bạn cần cảm thấy trăn trở hoặc là những cái sự di chuyển uh, mua bán nhà chẳng hạn thì nó sẽ thành công sẽ được thông qua ha. mình thấy là như vậy cho nên mình thấy các bạn có nhiều phước phần không phải là một phước phần đâu bên cạnh đó một số bạn các bạn có một sự gọi là cầu nguyện cho người thân tổ tiên ông bà thì mình thấy có một người ông một người cha đặc biệt cái tên cái người này có thể là một người mang cái năng lượng một người cha một người ông hoặc một người chú trong gia đình một người lãnh đạo một người có quyền hành có địa vị có sự mạnh mẽ và kiên cường có sự nguyên tắc thì mình thấy có thể là cầu nguyện của bạn đã được lắng nghe và họ rời khỏi những cái mối nghiệp nợ nghiệp chướng và có thể sẽ được đưa lên cao số bạn có thể là bạn nghỉ việc hay gì đó bạn sẽ tìm được công việc mới phù hợp với bạn hơn và ngoài ra thể một số bạn cũng sẽ trở nên nổi tiếng nổi bật hoặc là bạn có quyền hành có địa vị có cái cấp độ cao hơn so với giai đoạn trước ừ. các bạn được nâng cấp chính mình hơn và ngoài ra cái sự thành công của bạn cũng được rất là nhiều người gọi là ngưỡng mộ tung hô khen ngợi ở đây có thể 10% một số bạn sẽ tiến hơn đến hôn nhân với người yêu hiện tại của mình có sự bàn bạc lên kế hoạch nên mình thấy là các bạn cũng có những cái giai đoạn gọi là thăng trầm lên xuống tất thường nhưng mà cuối cùng các bạn sẽ có sự chiến thắng à, sự chiến thắng này là do các bạn do cái quá trình nỗ lực sự cố gắng của các bạn ừ. chiến thắng về mọi mặt trận tình yêu con cái à, những cái gì đó mới mẻ hoặc là giấy tờ rồi chuyến đi gia đình sự nghiệp ha, và tiền bạc của các bạn nữa nên mình thấy các bạn sẽ gia tăng niềm vui khá là nhiều hoặc sự thỏa mãn sự hài lòng khá là nhiều trong cái tháng 10 này và ở đây đặc biệt những bạn trẻ thì nên đầu tư phát triển sự nghiệp của mình trước bởi vì các bạn sẽ có nhiều đối tượng tình yêu đến nhưng mà hãy cẩn thận chọn lựa để tránh có những cái trường hợp gọi là um, tình một đêm rồi ân hận có con ngoài ý muốn rồi đó ha cho nên thận trọng cái vấn đề này nha có thể một số bạn con cái của bạn có những thành tích cao gì đó trong sự nghiệp hoặc ở trong công trong cái việc học tập hoặc là cái sự ngoan ngoãn biết lắng nghe hơn ha, và lấy bạn làm gương vân vân ừ. nhưng mà thời điểm này bạn nào có con cái ở gần sông nước rồi đó hoặc đi bơi đi biển gì đó cũng nên thận trọng cẩn thận ha bảo vệ trẻ em con cái trong gia đình ừ. một số bạn có thể làm những công việc gì đó mang tính chất gọi là kết nối với những người cộng đồng những người trẻ hoặc là những đứa bé Ừ. và có thể công việc này cũng được uh, hỗ trợ cũng được gọi là ủng hộ nói là như vậy đó các bạn bước vào cái giai đoạn gọi là có quyền hành có địa vị hơn ha. bước vào cái giai đoạn gọi làm chủ cuộc sống của mình có tiếng nói hơn trong gia đình hoặc là trong cộng đồng trong cơ quan tổ chức các bạn có sự gọi là chiến thắng ừ. và ngoài ra thì ở đây mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn cũng có những cái người dối trá hoặc là họ không có chân thành họ không có độc lập họ không có tốt thật sự cho nên các bạn cần phải đề phòng với những người hay mặt ha các bạn có sự may mắn đến với mình nè à? những sự thay đổi trong cuộc sống của bạn nó đang diễn ra rồi có thể bạn không biết nhưng mà mọi thứ ừ. nó đang diễn ra ở đây một số bạn các bạn cần phải tuân theo pháp luật hoặc là một số bạn ở đây làm gì cũng có sự tính toán cẩn thận để tránh có những cái sự mất mát về tiền bạc ha thật một số bạn có thể là bạn đang trải qua cái giai đoạn đó rồi thì nó sẽ có một cái sự gọi là tăng trưởng trở lại à, bạn có karma nè cho nên là gieo nhân nào tập quả đó đó vì của các bạn hãy cố gắng gắn gieo những cái hạt giống thiện lành tốt đẹp thì bạn sẽ có được cái sự tích cực đến với mình và bạn cũng phải biết bảo vệ chính mình bảo vệ năng lượng ha tinh thần sức sống của các bạn và có khá là nhiều người ngưỡng mộ các bạn ở đây một số bạn có kết nối tình yêu thì hãy chọn lọc đối tượng kỹ lưỡng như mình nói thật tránh hoặc là có một sự liên quan đến tiền bạc với họ à, liên quan tránh làm ăn chung với người yêu hoặc liên quan đến tiền bạc hoặc là có những bạn quen ai đó trên trang mạng rồi hứa tặng tiền tặng quà gì đó câu chuyện cũ nhưng mà dạo gần đây có rất là nhiều người bị dính cho nên hãy cẩn thận khi có bạn đóng thuế hải quan rồi đó là lừa đảo trắng trợn đó nha mình thấy các bạn sẽ có sự hạnh phúc ở trong cái vòng tròn cái ly bảo vệ của ơn trên bạn ừ. sẽ có được cái sự gọi là hạnh phúc cho, cho, riêng mình hoặc là đón nhận cái nguồn năng lượng thuần khiết đây các bạn nên uống nước nhiều trong thời điểm này ha ở đây bạn có lời cầu nguyện gì đó cho gia đình cho cha mẹ thì là cầu nguyện này sẽ được lắng nghe và đáp lại Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi. Ba phước phần quan trọng mà bạn sẽ có được trong tay trong tháng 10 này là gì? Và đây những trò bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người có thể già gần đây hay mất ngủ hay thức khuya. Hoặc là đang có những cái điều gì đó bối rối còn phải suy nghĩ nhiều. Ừm. Uhm có thể các bạn đang muốn đưa ra một quyết định gì đó nhưng mà con đang cân nhắc xem có nên hay không. ở đây mình thấy có thể là đối với bạn bây giờ một số bạn các bạn đang cảm thấy khá là cô đơn hoặc là cảm thấy tiền bạc thì cũng chưa có sự đủ đầy hoặc là tình yêu cũng như vậy ha. bạn rất là mong muốn mình vừa có tiền vừa có tình có được một cuộc sống thoải mái, về vô tư vô lo nữa. Có thể trong thời gian tháng 10 này các bạn sẽ có rất là nhiều những cánh cửa mới mở ra các bạn Khiến như bạn cảm thấy hài lòng hơn đó so với cái giai đoạn tâm tối hiện tại này Các bạn sẽ trở nên thông suốt, sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn Để có thể đưa ra những quyết định cho chính mình Sẽ có những cơ hội gia tăng tài chính đến Và đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn và kiên trì nỗ lực một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là trong thời điểm tháng 10 này cũng sẽ có những cái khoảng thời gian các bạn sẽ có sự kết nối với khá là nhiều những cái người họ hàng, bạn bè cũ ha vân vân hoặc là có rất là nhiều kỷ niệm để gợi nhớ trong thời điểm này. Có thể một số bạn sẽ có ông bà tổ tiên người thân về thăm trong những giấc mơ của các bạn đó và có rất là nhiều thông điệp được mang đến như các bạn. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn nên dành thời gian để vui chơi thoải mái hơn là các bạn cứ lo nghĩ quá nhiều về những gì mà mình không kiểm soát được Hãy gạt nỗi lo sang một bên và hãy tập trung vào cái điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ và kết nối với mọi người Để bạn có thể thay đổi được cái năng lượng suy nghĩ của mình Từ đó cuộc sống của bạn nó có sự chuyển hướng theo cái hướng tốt đẹp tích cực hơn nha Đặc biệt trong thời điểm tháng 10 này là cái thời điểm các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những người những đứa trẻ trong gia đình ha. Hoặc là bạn nào đang mong chờ con cái Dường như con cái đang đến với các bạn rồi đó uhm. Ba phước phần quan trọng nào Mà bạn uh, sẽ nắm được trong tay Trong tháng 10 này Wow Thấy khá là nhiều những thông điệp tích cực Dành cho các bạn tụ ba luôn Cái này từ 3 tháng 10 này các bạn muốn hạnh phúc các bạn uống nước nhiều vô <laughs> Hoặc là bạn muốn có tiền thì các bạn cũng nên uống nước nhiều hoa tiền vô như nước <laughs> kiểu vậy Uống nước cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể và đúng đúng liều đúng lượng ha à, Chứ không phải là lạm dụng một cách quá mức Thì cái gì nhiều quá cũng không tốt các bạn có liên quan đến lá sáo kiếm ha nó tượng trưng cho một cái sự gọi là mọi thứ nó sẽ có sự chuyển biến tốt đẹp hơn mọi điều tồi tệ nhất nó đã ở phía sau các bạn ha và các bạn sẽ có được cái ánh sáng cuối đường hầm những căng thẳng những mệt mỏi nó của bạn nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của các bạn và cuộc sống của bạn nó sẽ đến một cái giai đoạn thuận lợi hơn rất là nhiều và đây cũng là thời điểm tốt để bạn có thể thay đổi sự nghiệp gia đình hoặc là quan điểm của các bạn một số bạn còn có khả năng gọi là có những cái chuyến đi du lịch hoặc là có những cái chuyến đi gì đó bất ngờ những cái sự chuyển đổi công tác công việc nơi ơn chúng ở à, và nếu như bạn có những vấn đề về bệnh tật hoặc là có chứng trầm cảm gì đó thì các bạn sẽ kết thúc được à, giải quyết được những cái xung đột và bạn sẽ có sự rời đi và tiếp tục trên hành trình của mình ừ. những cái sự sáng tạo và làm việc chăm chỉ của bạn sẽ mang lại cho bạn những cái phần thưởng tuyệt vời yeah, và ngoài ra một số bạn các bạn là những người sẽ Giống như một ông vua Midas vậy đó ha Bất cứ điều gì mà bạn gọi là nuôi dưỡng Mà dành sự quan tâm yêu thương của mình Vào nó đều có sự phát triển mạnh mẽ hết ừ. Ngoài ra một số bạn có tin vui Về gia đình, hôn nhân, con cái Hoặc là có những cái vấn đề về Sự sáng tạo của các bạn Nó cũng sẽ được thăng hoa Có những ảnh hưởng tích cực ngay lúc này Những cái nỗ lực sáng tạo của bạn Liên quan đến nuôi dưỡng Uh, phát triển ước mơ dự án hoặc là doanh nghiệp hoặc là như mình nói con cái thì nó sẽ uh, uh, thành công nha cho nên là mình thấy thôi là bạn cũng sẽ có những khoảng khoảng khắc tận hưởng những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình và bạn xứng đáng với cái sự gọi là tuyệt vời đó và ngoài ra thì đây cũng là thời điểm các bạn nên chăm sóc cơ thể của bạn thật là tốt bằng cách các bạn massage cơ thể nè hoặc tập yoga hoặc tập thể dục và làm bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy khỏe mạnh tràn đầy sức sống các bạn sẽ có được những sự sung túc đủ đầy ha? và ngoài ra đắm mình trong qua những cái dự án sáng tạo và nghệ thuật nữa à, và bạn muốn mọi thứ có sự êm đềm và trôi chảy thuận lợi các bạn cần phải nâng cao tần số năng lượng và kết nối với mẹ thiên nhiên nhiều ừ. ra ngoài hít thở không khí trong lành kết nối với hoa lá cây cành rồi đó và hãy yêu thương và nuôi dưỡng bản thân của mình hoặc là chăm sóc à, những người thân yêu của các bạn đây là khoảng thời gian tuyệt vời à, đối với bạn liên quan đến vấn đề về sức khỏe nữa các bạn có thêm à, cái thông điệp liên quan đến sáu gậy nữa nè cho nên là mình thấy bạn sẽ nhiều cái sự thành công nói tiếp thành công những cái thành tựu thành công to lớn nó sẽ được mở rộng à, mọi người sẽ có khả năng đánh giá cao về các bạn hoặc là danh tiếng của bạn có khả năng là được lan tỏa mạnh mẽ là bạn có thể là sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn và làm việc chăm chỉ nhất À, có những cái hình thức công nhận công khai về những đóng góp của các bạn nữa và có thể là một số bạn sẽ được trao những cái giải thưởng cho những cái thành tựu của mình. Những cái tin tức tốt, tốt đẹp nó đang đến với các bạn rồi. À, và ngoài ra một số bạn sẽ có sự thăng chức, thăng tiến hoặc là có những người muốn uh, mời gọi các bạn hợp tác làm ăn chung vân vân. Và mình thấy các bạn sẽ có một cái trạng thái cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, cảm thấy may mắn, cảm thấy tự hào về chính mình. nha. Yeah. Ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể là cái tình huống hoặc là cái dự án gì đó mà bạn đang tìm hiểu bạn muốn khai triển nó thì có thể nó sẽ thành công đó nếu như bạn chăm chỉ và có kế hoạch tốt và dường như đây là một cái tháng gọi là đầy sự may mắn, đầy sự thành tựu, đầy sự công nhận, đầy những cái giải thưởng cho những bạn nào đã cố gắng hết sức mình trong những cái tháng qua sự sáng tạo của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và có thể một số bạn còn tham gia những tổ chức, những hội nhóm, những cộng đồng gì đó à có thể hợp tác làm ăn hoặc là có sự học hỏi, cố vấn, phát triển hỗ trợ lẫn nhau. Các bạn có thể là sẽ tạo ra những cái điều gì đó tốt đẹp chất lượng cao và thậm chí một số bạn có thể là bạn sẽ trở thành một cái người hướng dẫn, một người thầy hoặc là một người có quyền hành để có thể hỗ trợ cho những người khác. Có một số bạn các bạn có sự khao khát trở thành một nghệ sĩ thì mình thấy có thể là trên con đường phát triển các bạn nỗ lực thì mình thấy các bạn sẽ trở thành một cái người nghệ sĩ được người khác yêu thương ca ngợi hoặc là một cái người chuyên nghiệp hơn. Ừ. Các bạn có lá the star cho nên ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Ừ. Bạn có mọi lý do để bạn có thể cảm thấy hy vọng và mong đợi hạnh phúc. À, hãy tin vào ước mơ của mình và hãy hướng tới tương lai với sự lạc quan, sự phấn khích và sự tự tin. Những cái thời điểm khó khăn của bạn sẽ đã sẽ qua và những thời điểm tươi sáng đã ở phía trước rồi cho nên là bạn hãy lập kế hoạch với một cái tầm nhìn trong, nhìn xa trong rộng hơn và bây giờ là lúc để bạn có thể hình dung cuộc sống của bạn theo cách mà bạn muốn và hành động theo hướng đó. Những cái kỳ vọng mà bạn tạo ra cho bản thân mình được gieo trồng trên cái mảnh đất màu mỡ ha. Cho nên là hãy tin vào cái trực giác của bạn vì nó dẫn bạn đi đúng hướng đúng đường. Hãy có đức tin, hãy làm việc có mục đích, ha. một cái khởi đầu mới thịnh vượng và tốt đẹp. Hãy luôn lạc quan, bạn sẽ có những cái chiến thắng trong tương lai và yeah, mình thấy ở đây một số bạn các bạn có những cái uh, suy nghĩ tiêu cực hoặc có khả, khả năng ở trong một cái trạng thái gì đó cảm thấy bị mắc kẹt nhưng mà cái thiên thần muốn bạn biết rằng cái sự giam cầm mà bạn đang cảm thấy không phải là sự thật nha yeah. và um, cái thiên thần luôn ủng hộ các bạn hỗ trợ các bạn để bạn có thể thoát khỏi những cái ràng buộc những suy nghĩ tiêu cực của mình hoặc là những cái uh, điều u ám gì đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn và hôm nay là ngày 29 tháng 9 là ngày gọi là kính nhớ và biết ơn tổng lãnh thiên thời Michael, Gabriel và Raphael đã hỗ trợ các bạn trong những năm tháng qua thì hãy tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cùng các ngài hỗ trợ bảo vệ các bạn cũng như gia đình các bạn trong thời điểm này thì các bạn sẽ được ở trong cái vòng tròn thần thánh và các ngài sẽ hung đúc để bạn có thể đi đến thành công à, cho nên là hãy trao nỗi sợ hãi của bạn cho vũ trụ cho các thiên thần và cầu xin sự giúp đỡ của các ngài trong việc áp dụng một cái nhìn tích cực hơn về cái tình huống của của mình. Ừ. Và ngoài ra ở đây thì có sẽ có những cám dỗ, cả sẽ có những sự nghiện ngập hoặc là phụ thuộc gì đó nhưng mà mình thấy với cái ý chí kiên cường mạnh mẽ các bạn sẽ vượt qua được và cái trực giác của bạn sẽ giúp cho bạn đi đúng đường. Yeah. ở đây mình thấy có thể một số bạn sẽ đứng trước giữa rất là nhiều những cái quyết định những cái quan trọng những cái quyết định quan trọng cho nên việc của các bạn là hãy cân nhắc chọn lựa quyết định đúng đắn phù hợp với trái tim của các bạn để bạn có thể gọi là có được thành công tuy nhiên thành công của bạn phải được đổi lấy bằng những cái sự cố gắng nỗ lực từng ngày và sự cam kết với nó chứ không phải thành công của bạn đổi lấy bằng cái sự gọi là một cái sự trao đổi, một cái thế lực tâm tối gì đó Để có được cái điều mình muốn ha Đã có những cái câu chuyện rúng động những ngày qua Về cái sự đánh đổi à, Sự đánh đổi để có được sự nổi tiếng Nhưng mà cuối cùng à, mình mất rất là nhiều Mất đi linh hồn, mất đi sự thường khiết Mất đi cái hạnh phúc thực sự Cho nên vì của các bạn là hãy đứng trước giữa những cái quyết định của mình Thì cần phải có sự gọi là khôn ngoan và tỉnh táo nhất Và ngoài ra thì... Các bạn phải đối mặt với tình huống của các bạn để tìm ra con đường hướng đi để mình có thể phát triển chứ không có thể nào ở trong cái trạng thái cũ nữa. Đừng có sự phất lờ với những cái điều mà đang diễn ra, những cái vấn đề của các bạn cần phải giải quyết trong tháng 10 này luôn. Và ngoài ra bảo vệ mình khỏi những cái năng lượng tiêu cực, khỏi những cái thách thức, khỏi những cám dỗ, khỏi những cái suy nghĩ căng thẳng, ảnh hưởng đến cái quá trình thành công của các bạn. Các bạn sẽ có nhiều thành công nhưng mà nếu như các bạn cứ ở trong cái trạng thái nghi ngờ, lo toan. Uh, lo sợ hoặc cảm thấy mình không đủ tốt, cảm thấy mình gọi là thiếu thốn hay gì đó và không cố gắng rồi là thực hiện thì các bạn sẽ không có thành công nào cả. Um. Các bạn cần phải chiến thắng chính mình, yeah. chiến thắng chính mình là chiến thắng uh, gọi là kiểu quy hoàng uh, tốt đẹp nhất. Bởi vì khi bạn chiến thắng được cái suy nghĩ, chiến thắng được cái to, cái sự tiêu cực, sự chán nản, sự gọi là lười của mình đó, thì bạn mới bắt tay để vẽ lên cái câu chuyện thành công. Yeah. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có dự định học ngoại ngữ hay gì đó sẽ thành công ha hoặc có thể sẽ có những cái sự gặp gỡ người thân ở nước ngoài về thăm ừ. hoặc có những cái vấn tờ vấn đề gì đó vấn đề gì đó liên quan đến giấy tờ về cái sự gọi là di chuyển đi du lịch nước ngoài hoặc là đi học đi xuất khẩu lao động gì đó thì có thể là sẽ được thực hiện ừ. sẽ được thông qua nói chung là ước mơ sẽ trở thành sự thật Tuy nhiên là mình thấy hãy suy nghĩ cẩn thận, kỹ lưỡng hoặc nhờ người khác cho bạn có sự cố vấn để bạn có thể có thêm những ý kiến. Từ đó mình có thể xem xét và cân nhắc để có những quyết định đúng đắn nhất. Ha. Ngoài ra mình thấy có thể là bất cứ những thông tin, kiến thức gì đó bạn cần sẽ được mang đến cho các bạn. kịp ừ. thời, ví dụ như một số bạn các bạn gọi là gặp phải những người sai trái, những cái người kiểu như là làm giấy tờ nhưng mà kiểu họ không có đàng hoàng thì dường như sẽ có những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy lo sợ hoặc là bạn có được những cái thông tin mà bạn cần để bạn biết cái người này là thật hay là ngay và có thể có những cái hiểu biết về luật lệ thông qua những video hoặc là những ai đó họ nói cho các bạn biết cố vấn cho các bạn biết và từ đó bạn có thể biết được phân biệt được cái người nào không đúng hoặc là cái người nào gọi là dối trá những cái sự thật sẽ được tiết lộ ở đây một cách rõ ràng và công bằng công lý được thực thi trong cuộc sống của các bạn cho nên mình thấy các bạn có một cái vòng tròn bảo vệ từ thần thánh rất là nhiều đó cho nên hãy cố gắng kết nối với ơn cho nhiều hơn trong thời điểm này ừ, để tránh bị người khác đâm lén sau lưng ha và ngoài ra mình thấy các bạn có sức khỏe nè sức khỏe được trang tăng cường ừ. hoặc là bạn có thể trở nên nhẹ nhàng bình tĩnh hơn trước uh, giải quyết trước mọi việc từ đó các bạn có thể mới có nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau một số bạn sẽ tìm được công việc hoặc là tìm được những cơ hội để có thể gia tăng tài chính của mình cho nên là mình thấy là ba phước phần quan trọng của bạn đó là ước mơ bất kỳ ước mơ gì đó của bạn có thể nếu như bạn tin tưởng nó sẽ thành thành thiệt tế và những cơ hội những cái kiến thức những cái kinh nghiệm gì đó bạn cần sẽ được mang đến tiền bạc hoặc là cơ hội thăng tiến hoặc là những cái sự cố vấn À, bất cứ những gì bạn cần sẽ được mang đến cho bạn một cách kịp thời và vấn đề pháp lý được thông qua à, hoặc là bạn có thể là thắng kiện hoặc là một số bạn có thể là trong cái thế giới này nếu như bạn cảm thấy mất công bằng thì vẫn có sự công bằng à, mà bạn không thấy được sự công bằng mà thần thánh mang lại thông qua luật nhân quả ừ. Và sức khỏe, ha. sức khỏe của bạn còn phải biết gọi là yêu thương chính mình, chăm sóc chính mình Thì mọi thứ sẽ dần tốt hơn với các bạn ở đây Hoặc là bạn có sự lo lắng cho sức khỏe của mẹ bạn thì cũng sẽ được uh, um, phục hồi uh, Ở đây một số bạn, bạn nào có con, uh, chuẩn bị sanh con thì sẽ thành công ha, đừng lo lắng nhiều Và nếu như các bạn có vấn đề về sức khỏe, các bạn có thể cầu sinh thiên thần Raphael Đây là vị thiên thần của sự gọi là chữa lành thần thánh cho nên là ngài sẽ giúp cho bạn có thể vượt qua những bệnh tật những khó khăn về sức khỏe về cảm xúc à, về sự chủ lành ở đây à, ở đây một số bạn có thể có tình yêu á ừ. có một cái tình yêu có thể một số bạn sẽ à, à, rời khỏi những cái tình yêu tiêu cực những cái tình yêu nghiệp quả gì đó để các bạn có thể có được một cái tình yêu mà bạn mong muốn thì theo cái mong muốn của bạn là gì nếu bạn chưa muốn có tình yêu thì bạn có thể tập trung vào cuộc sống sự nghiệp của mình còn nếu như một số bạn các bạn mong muốn có tình yêu thì có thể có tình yêu đến để kết thúc những cái giai đoạn đau khổ trong quá khứ ừ. có thể bạn học xong những bài học liên quan đến tình cảm ha bạn bị đối xử không công bằng thì có thể sẽ có người họ đối xử với bạn công bằng hơn chân thành hơn nếu như bạn biết yêu thương bản thân mình trước hết ừ những cái giai đoạn khổ đau của bạn sẽ kết thúc và mở ra một cái chương mới với đầy những cái điều thú vị, hạnh phúc mới, thành công, vui vẻ. ha Hoặc là một số bạn có những vấn đề như là thức khuya thì có thể sẽ được chữa lành cái vấn đề này. Cho nên mình thấy dường như là không phải ba điều mà có rất là nhiều điều phước phần được mang đến như các bạn ở đây. Hoặc là người thân tổ tiên của bạn các bạn có sự cầu nguyện cho người thân tổ tiên của bạn có thể là có một người bà hoặc là một người mẹ thì theo hoàn cảnh thì họ cũng được gọi là ơn trên uh, giải quyết nợ nần bởi vì các bạn có sự hình, hồi hướng công đức cho họ đó cho nên là họ được gọi là tưới mát mẻ không có còn ở trong cái trạng thái nóng bức hoặc là bị gọi là kiệt quệ nữa mà họ trở nên mát mẻ hơn thậm chí có thể là chuẩn bị để, để đưa lên thiên đàng ha, mình thấy là như vậy ừ, hoặc là những cái đứa trẻ nào đó mà đã qua đời sớm trong gia đình của các bạn rồi điểm này mình thấy có thể sẽ có những cảnh báo kịp thời để bạn có thể biết bảo vệ gia đình người thân đặc biệt là những đứa trẻ trong gia đình các bạn à, những nơi nào mà gần ao hồ sông suối hết sức cẩn thận ha à, để tránh nguy hiểm tránh những tình trạng rủi ro liên quan đến trẻ em một số bạn có thể con cái của bạn sẽ có những cái bằng cấp gì đó thành công hoặc là thi đậu gì đó thì có thể bạn cũng cảm thấy tự hào nha yeah. cảm thấy vui À một cái sự gọi là khai sinh một cái cơ hội kinh doanh mới nè, hoặc là cái điều gì đó mới mẻ sẽ được khai sinh trong cái giai đoạn tháng 10 này. Và các bạn sẽ có rất là nhiều những cái lời khen ngợi từ những cái người ngưỡng mộ các bạn ở đây. Wow, các bạn được sự công nhận các bạn đó có được những cái món quà phần thưởng từ những gì mà bạn đã đóng góp, có sự lãng mạn nè, có những buổi tiệc những sự tổ chức ăn mừng. Wow. Tình huống của bạn cần phải có một cái sự cân bằng thì bạn mới có thể gọi là nắm vững uh, quản lý tốt mọi thứ được. Và các bạn có thể có những nỗi lo lắng nhưng mà bạn sẽ chiến thắng. Thiên thần Michael sẽ khiến cho các bạn giúp cho các bạn có đầy cái sức mạnh để bạn có thể vượt qua những nỗi lo lắng bất an nha. Yeah. Có thể có những cái vấn đề gì đó nó không thành công trong cuộc sống của bạn đó là chính là cái sự bảo vệ đó. Bởi vì mình thấy ở đây có những người không tốt đeo mặt nạ các bạn, họ rủ ra các bạn làm cái điều gì đó nó không có thành công bởi vì nếu thành công thì các bạn sẽ gặp rủi ro nhiều hơn cho nên là bạn cũng phải biết chọn bạn mà chơi cẩn thận trong thời điểm này để tránh va vào những cái mối quan hệ không tốt tránh làm ăn chung với những người mình không biết không hiểu không rõ ràng hoặc là một số bạn là muốn đi nước ngoài hay gì đó tìm những cái nơi gọi là môi giới thì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ coi trường có những người lừa gạt và cái mục tiêu của bạn không thành công còn bị mất tiền tiền mất tật mang. một số bạn sẽ có những cái thái độ uh, sẽ có những cái sự lối sống mới hoặc là có ngôi nhà mới ở đây ừ. hoặc là cái vấn đề nhà cửa của bạn nó được giải quyết thông qua gì đó trong cái giai đoạn này hoặc là mua bán nhà cửa thành công nha và các bạn nhớ nhớ tập thể dục để không uh, thôi sẽ bị uh, hơi bị nhức lưng đau mỏi mình mẩy rồi đó ừ. và giai đoạn này không tranh cãi với người khác nha không sao các bạn sẽ hối hận bởi vì có nhiều người họ không có làm chủ được cảm xúc tinh thần của mình rất là dễ gây hại cho bạn và những người xung quanh đó, đặc biệt con cái nữa đó cho nên là không có um, gây thêm những sự gọi là oán thù ha. Thêm bạn bớt thù và đi nhẹ nói khẽ cười duyên trong thời điểm này nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Các bạn cũng có những chiến thắng thành công nè, cho nên sự khéo khéo léo, sự linh hoạt, sự khôn ngoan, sự điềm tĩnh, sự gọi là có sức chịu đựng bền bỉ của các bạn sẽ giúp cho mọi thứ nó trở nên ôn hòa trở nên tốt đẹp cho dãy ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn